các bác đến với chương trình phát sóng livestream trực tiếp của nhà em. Hôm nay bên em có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác về rất chi là nhiều các mã sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ các bác ơi. Bác nào mình đang có nhu cầu quan tâm về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề, các bác nhanh tay cùng vào livestream của nhà em để cùng nhau săn hàng giá rẻ trong cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Có rất là nhiều các sản phẩm hay, từ máy pin cho đến máy điện, có một cái chương trình sale giảm giá đại sale cho các bác nhà mình về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề ngày hôm nay. Các bác đang có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua mã sản phẩm nào, các bác liên hệ tới hai đầu số điện thoại em để trên màn hình nhé. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc là số thứ hai là 0989458200. Khi mà đặt hàng các bác có thể nhấc máy lên alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo cho bên em đều được nha. Hôm nay thì hứa hẹn sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hay, giá hời, có một cái chương trình sale xả thanh lý giá đặc biệt cho các bác nhà mình luôn. Các bác mà quan tâm về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề, các bác nhớ là bấm đăng ký kênh nha. Nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video clip mới nhất nhá. Bên em thường xuyên sẽ có những cái video clip giới thiệu chi tiết cho các bác về rất chi là nhiều các mã máy nha. Các bác quan tâm thì các bác nhớ là đăng ký kênh, đảm bảo sau này các bác sẽ có thể là tìm mua được rất chi là nhiều các mã sản phẩm hay. Hôm nay bên em về rất là nhiều thân đèn của Hukan nha các bác nhá. Thân đèn của Hukan ngày hôm nay sẽ có đủ mã luôn. Thân đèn 16 bóng này, 30 bóng và 48 bóng LED nha. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác khách hàng ngày hôm nay. Các bác đang theo dõi được livestream của em, mỗi bác chấm cho em xin một cái nút chấm bình luận để em nhìn thấy các bác nha. Đây, hôm nay là bên em đang sale cho các bác này, mỏ hàn ngâm này các bác ơi. Mỏ hàn ngâm nha, mỏ hàn điện tử này, mỏ hàn điện tử. Cái này công suất là 80W này, có hiển thị và có điều chỉnh nhiệt độ ở đây luôn. Và hôm nay các bác là mua cái mỏ hàn này sẽ được tặng kèm theo cái túi đầu mỏ 5 cái như này luôn ấy. Giá là 240.000 một cái thôi các bác ạ, 240.000 một cái thôi nha. Hôm nay có nhiều sản phẩm giá hời nha. Các bác đang xem like, các bác chấm cho em nút chấm bình luận để em nhìn thấy các bác nhá. Có bác nào muốn xem cái mã nào các bác có thể là comment lên ạ. Rất là nhiều các mã sản phẩm này. Em sẽ chi tiết lần lượt từng mã cho các bác nhá. Và lưu ý giúp em khi mà các bác có nhu cầu muốn đặt mua cái mã nào, các bác đặt thì các bác đọc cho em đúng tên mã sản phẩm nhá, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã nha các bác nhá. Hôm nay có rất là nhiều mã đấy, nhiều cái mã là nó hình thức nó hơi la lá giống nhau, nhưng mà các bác đọc cho em đúng tên là được nha, đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là được nha. Đặt hàng bên em là các bác chưa cần phải cọc cạch gì đâu nhá, cứ có địa chỉ, có số điện thoại là có đơn hàng, và nhận hàng là các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nhận hàng là các bác sẽ được kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán tiền, cho nên là các bác cứ yên tâm luôn ạ. Là em sẽ lên cho các bác này lần lượt từng mã sản phẩm luôn này. Hôm nay có rất là nhiều các mã máy pin nhá, hôm nay có cực kỳ là nhiều các mã máy pin. Hãy các bác quan tâm về cái mã nào các bác có thể là comment lên nhá. Các bác comment xuống phía bên dưới phần bình luận để em sẽ chi tiết sản phẩm lên cho các bác này. Đây, có bác nào muốn mua máy bu lông không ạ? Hôm nay là em sẽ có rất là nhiều các mã máy bu lông nha. Hôm nay có rất là nhiều các mã máy bu lông. Bu lông thì nó sẽ có ở nhiều phân khúc khác nhau nhá. Loại lực siết mạnh này hoặc là lực siết vừa. Các bác muốn mua cái loại ở mức tầm tiền bao nhiêu và ở cái lực siết tầm bao nhiêu, các bác có thể là comment lên giúp cho em để em sẽ chi tiết sản phẩm lên cho các bác này. Hôm nay là em đang có cái chương trình sale cho các bác máy bu lông của Hitachi đấy. Đây, bu lông của Hitachi này. Con này nó xài rất chi là êm nhá. Con này sẽ sử dụng là đầu bu lông 1/2 đầu rỗng, kim vít kim tôn thoải mái giúp cho em. Lực siết của máy sẽ là 330 N. Và với cái sản phẩm này thì các bác cứ bắn những cái bu lông tầm 17 đổ lại cho em là ok luôn. Pin của nó sẽ là chân pin phổ thông, rất chi là tiện lợi luôn. Và đi theo máy có 2 pin nhá. Riêng cái mã này đi theo máy sẽ có 2 pin châu 10 cell luôn. Con này đi theo máy có 2 quả pin châu 10 cell như thế này. Và chân pin phổ thông này, máy đa năng nha. Các bác vừa có thể là bắn bu lông này, bắn tôn, bắn vít được này, khoan tường được này. Bắn bu lông thì lắp giúp em những cái bu lông khẩu 1/2 vào đây.
Còn bắn vít thì lắp mũi tô mũi vít vào cái lỗ lục giác ở giữa này nhá. Còn khoan tường thì lắp giúp em những cái mũi khoan đa lăng chân lục giác vào đây là các bác có thể là khoan tường được luôn. Một cái mã sản phẩm rất chi là đa lăng mà giá ngày hôm nay giá cực hời nha các bác ơi. Nguyên bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là một thân máy này, hai pin và một sạc giúp em. Pin là pin 10 cell và chân pin phổ thông rất chi là tiện lợi luôn, máy xà rất chi là êm này. Giá tới tay các bác ngày hôm nay chỉ còn mức giá 699.000 một bộ nhá. Gọi giúp em là bu lông của Hitachi. Cái mã này là mã một đèn nha các bác. Hitachi ngày hôm nay em có hai mã lên là các bác gọi cho em là mã một đèn hoặc mã ba đèn. Đây cái mã này là mã ba đèn này. Mã này là ba đèn nha. Đây. Nó có ba cái đèn nét ở đây này. Cái mã ba đèn thì cái lực của nó sẽ mạnh hơn cái một đèn một chút xíu. Đấy, cái mã ba đèn nó cũng là chân pin phổ thông nhưng mà cái này nó cũng hai pin luôn đấy, hai pin luôn. Ba đèn thì giá của nó sẽ là 850.000 nha các bác. Ba đèn là 850.000, còn một đèn là có 699.000 thôi các bác ạ. Nói chung là hai cái mã này các bác xài cái nào cũng đều rất chi là ok và chất lượng luôn. Và bộ nào nó cũng là máy chạy động cơ không than hết. Và tất cả sẽ là đều đầu bu lông rỗng như này. Bu lông 1/2 đầu rỗng nhá, kiêm vít kiêm tôn thoải mái. Và pin sẽ là chân pin phổ thông đấy. Đi nguyên theo bộ này các bác sẽ có hai pin luôn. Theo hai quả pin trong 10 xeo. Bộ nào cũng sẽ có đầy đủ nguyên hộp cho em là bao gồm này một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu bu lông 22, một dây đeo vào đực máy đi kèm nhá. Cái này là bu lông của Hitachi mã 3 đèn. Tiếp theo các bác có thể tham khảo giúp em những cái mã sản phẩm bu lông của Mayta nhá. Cái mã này là bu lông Mayta này. Mayta là cũng có hai mã luôn, mã 2 đèn và mã 3 đèn nhá. Em sẽ chi tiết cho các bác lần lượt từng mã này. Cái mã này là mã 1 đèn này. Đây mã này mã 1 đèn. Một đèn là các bác nhìn giúp em nó có một cái đèn led ở đằng trước này này. Đấy, con này nó sẽ điều chỉnh được 3 tốc nhá. Hàng bu lông Mayta chuẩn loại 1 luôn. Đấy, con này đầu bu lông rỗng này, nó có một cái, đây này có một cái ốp chống vỡ ở đằng trước này này. Đấy, nó trong suốt, nó rất chi là đẹp luôn. Máy này thì sẽ phục vụ cho các bác cứ bắn những cái bu lông tầm 17 đổ lại là sẽ rất chi là ok luôn. Con này sử dụng động cơ từ không chổi than các bác ạ. Và nguyên bộ này sẽ có hai pin nhá, hai quả pin như này. Pin của nó sẽ là pin 10 cell và chân pin phổ thông luôn. Các bác mua những cái mã máy chân pin phổ thông thì nó rất là tiện. Nay mai các bác có thể là tận dụng những cái quả pin này để mình mua những cái thân máy cắt hay là thân máy khoan mình xài chung được nhá. Cái này gọi cho em là bu lông của Mayta này. Mã một đèn nhá, giá ngày hôm nay có 799.000 thôi các bác ơi. 799.000 một bộ nhá. Nguyên một bộ sản phẩm luôn, có hai pin và một sạc đấy ạ. Bác nào muốn chốt cái đơn cái mã nào các bác liên hệ trực tiếp alo cho em vào hai cái đầu số điện thoại em để phía kia nhá. Các bác có thể là alo điện thoại này, nếu mà alo không được thì các bác có thể nhắn tin giúp em nhá, nhắn tin điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo là sẽ có đơn nhá các bác nha. Đây là bu lông của Mayta mã một đèn, tiếp theo cái mã này sẽ là mã ba đèn này. Đây cái mã này ba đèn này các bác này, ba đèn là các bác nhìn giúp em nó sẽ có ba cái đèn nét ở phía đằng trước này này. Con này nó cũng điều, con này là điều chỉnh hai tốc nha, con này điều chỉnh hai tốc này. Mã ba đèn này XR này, máy hàn là có 950 thôi anh bạn ạ, máy hàn là có 950 thôi đấy. Máy hàn ken mắc là 950 nha bác Mận nha, xong để lát nữa em kéo con máy hàn lại cho bác coi. Đây, con này là con máy khoan bu lông của Mayta mã ba đèn đây nha các bác. Con này giá là, con này 900.000 giúp em nhá, 900.000 này. Đây, con này nó sẽ là đầu bu lông 1/2 đầu rỗng này. Pin nó sẽ là chân pin phổ thông và đi theo máy 2 pin 10 cell luôn nhá. Nguyên bộ này có một thân máy 2 pin 1 sạc giúp em. Một khẩu 22, một dây đeo và một đựng đầy đủ là giá là có 900.000 thôi. Quá là rẻ luôn. Đó hay còn các bác chốt máy hàn ý. Anh ơi, anh vừa em máy hàn là con máy hàn ken mắc ở phía bên kia kìa. Đó hay nó là cái con máy này đấy. Giá cho em là 950 nhá. Đây, con máy hàn ARC200F này nhá. Con này nó nhỏ gọn lắm, cái chiều của nó là một chiều 20 này, cái chiều này 20 này, cái chiều này 15 và cái chiều ngang này là nó có 10 cm thôi. Đó, hay cái model là ARC200S như này nhá, giá 950 nhá. Bao cho các bác mình là hàn công trình công trường được luôn ấy. Hàn que 2,5 từ sáng đến tối cho em, chấm tỉa que 3,2 cho em là ok. Cái mã này là máy máy hàn Kenmax nha. Cái con máy hàn màu vàng em để phía bên kia kìa. Đó, hay rất chi là nhỏ gọn đẹp và chắc chắn luôn, giá có 950 thôi, quá là rẻ luôn. Pin Navara thì bên em không còn nhá anh Hùng ơi, anh lấy pin Hukan đi. Nếu như mà pin mà xài cho máy mài anh lấy pin Hukan thì nó sẽ ok hơn cái Navara rất chi là nhiều nhá. Đấy, pin Navara thì không thể là ok được bằng cái pin của Hukan được anh. Pin Hukan nó sẽ ok hơn nhiều nhá. Pin Hukan là pin 15 cell là 500 một quả anh ơi.
anh muốn xài cho máy mài ok, pin dòng xả cao để không bị ngắt mạch. Chốt cho em luôn quả pin 15 cell của Hukan đi. Pin của Hukan sẽ là 500 một quả, xài đảm bảo không bị ngắt mạch nha anh nhá. Lavada không thể là ok được bằng Hukan được nhá anh nhá. Nào các bác xem like thả tim, chia sẻ livestream hộ em với. Có bác nào muốn xem cái mã nào nhá, có bác nào muốn xem cái dụng cụ máy móc gì các bác vào, các bác cứ comment lên giúp em nhá. Là em sẽ lên tiếp cho các bác này, em sẽ lên tiếp cho các bác một cái bộ máy bu lông. Đây. Nào em sẽ lên máy bu lông của Hukan nhá, Hukan X4 đi ạ. Hukan X4 Pro nha các bác nha. Đây. Đây là cái mã Hukan X4 Pro này. Em chào anh Tiền Nguyễn nha. Em xin chào tất cả các bác ạ. Các bác vào xem like mỗi bác chấm em xin cái nút chấm bình luận nhá. Đây là mã Hukan X4 Pro nhá, máy bu lông 2-in-1 này. Con này thì bao đẹp cho các bác luôn, con này hàng logo dập nổi đấy ạ. Con này hàng logo dập nổi nhá. Cái chiều này của nó tầm 11 đến 12 cm thôi. Máy rất chi là nhỏ gọn luôn, đẹp và chắc chắn như thế này. Đầu bu lông 1/2 này, bu lông 1/2, đầu rỗng nhá. Kiêm vít kiêm tôn thoải mái luôn, được siết là 330 lu tôn. Và con này nó sẽ là chân pin phổ thông như này. Pin của nó sẽ là pin 10 cell. Nguyên một bộ là các bác có theo hai pin 10 cell luôn. Giá là 1.100.000 các bác ạ. Nếu mà bác làm mà lấy thân máy nhá, cái này các bác có thể lấy thân máy hoặc lấy chọn bộ cũng được này. Cái con X4 Pro này này, các bác lấy thân máy thì là 500 nhá, còn nguyên bộ là 1.100.000. Đấy, khi mà mình lấy thân máy thì là chưa có pin. Thân máy thì nó chỉ có cái thân như thế này thôi này, là giá có 500 thôi. Chân pin phổ thông đấy, về các bác lắp vào những cái quả pin như này giúp em. Đó, thân máy là 500 nhá, còn nguyên bộ là 1.100.000. Nguyên bộ là các bác theo hai pin 10 cell, còn thân máy thì chưa có theo pin nào. Các bác có thể là chốt nguyên bộ hoặc chốt thân máy. Bác nào có pin rồi mình chốt thân máy nhá. Chưa có pin lấy cả bộ giúp cho em về để đủ đồ xài nhá. Hukan bu lông X4 vào rồi nha. Con này hàng thiết kế mẫu mới đẹp lắm. Và đây là cái mã sản phẩm máy khoan 13 ly này. Mã này là mã Hukan mã F88. Con này mã đời mới nhá. Mã đời mới được nâng cấp lên. Lực siết mạnh lắm các bạn. Con này có khả năng rút loại bê tông được nhá. Có 3 chức năng này. Đây, chức năng bắn vít này, chức năng khoan và chức năng búa này. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt giúp em. Đầu máy nó là đầu autolock nha. Giá bao ship nha anh Hùng ơi. Con này là đầu autolock nha, có 3 chức năng đấy. Anh mà chốt chỉ cần alo điện thoại trực tiếp tới bên em hai đầu số điện thoại kia nhá. Điện thoại hoặc nhắn tin để đặt hàng anh nhá. Hukan mã F88 giúp em này, con này nguyên bộ có một thân máy 2 pin và một sạc cho em. Pin là pin 10 cell và chân pin phổ thông luôn ạ. À, anh Việt Đặng hỏi em cái mã gì, anh Việt Đặng ơi, anh hỏi em cái máy nào. À, tất cả các máy khi mà em giới thiệu là các bác lưu ý giúp em là em có đọc tên máy nhá, em có đọc tên máy rồi. Ví dụ như con này các bác gọi cho em nào Hukan mã F88. Đấy, các bác chỉ cần đọc đúng tên máy em nói và giá tiền em nói và các bác gọi điện đến hoặc nhắn tin đến để đặt hàng thế nào có đơn nhá. Cái mã này gọi cho em là Hukan mã F88 đi. Con này nó là đầu 13 ly này, con này đầu autolock nha. Con này đầu autolock 13 ni, đầu autolock có khóa trục luôn, đầu 13 ni, có búa này, 3 chức năng có búa khoan tường, máy đa di năng luôn các bác ơi. Các bác vừa có thể bắn tôn, bắn vít rồi khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường là ok hết luôn giúp em nhá. Con này sử dụng động cơ từ không trở than và pin này này, pin 10 cell chân pin phổ thông đấy. Anh nhận được con X1 rồi, em cảm ơn anh Nâm nhá. Cảm ơn anh Nâm rất chi là nhiều nhá. Anh có thể ok không hả anh Nâm ơi? Anh có thể ok ưng ý với cái sản phẩm đó. Hukan F88 là 1.450.000 một bộ nha các bác. Kèm theo hai pin 10 cell giúp em. Đây mã này gọi là Hukan mã F88 nha. Hoặc là các bác muốn những cái dòng mà phân khúc giá nó rẻ hơn, các bác có thể lấy cho em cái mã của Makita này này. Em cảm ơn bác Lâm rất là nhiều nhá. Mã này Makita này, mã này là Hukan 533 này. Anh Lâm ơi, sản phẩm ok chất lượng à, anh xài xong anh giới thiệu anh chị em bạn bè người nhà giúp em với nhá. Vào trong like cho em xin một nút like nha anh. Đây, mã này là mã 10 mã IMB thì là 1.800.000 nhá, anh Đặng nhá. Đấy, con này là Makita đầu 13 ly này các bác này. Đây. Con này có 3 chức năng luôn đây ạ. Chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa nhá. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt, máy không trổ than và pin 10 cell như thế này. Nguyên bộ này thì anh em mình sẽ có một thân máy 2 pin 1 sạc luôn, có hộp đựng máy nhá. Đây. Đầu 13 ly ạ. Máy đa di năng làm việc gì cũng ok luôn. Pin 15 cell của Hukan giá là 500.000 nha anh Lợi ơi. Pin 15 cell Hukan là 500.000 một quả. Anh mà đặt hàng anh có thể liên hệ trực tiếp hai đầu số điện thoại bên kia để chốt đơn nhá. Pin của Hukan này, pin 15 cell là 500 một quả anh ạ. Anh Hậu ơi, em có máy rửa xe ạ.
Anh Hậu quan tâm máy rửa xe pin hay là rửa xe điện ạ? Rửa xe pin của Huka là 1.050.000, còn rửa xe điện là 1.650.000 anh ơi. Anh muốn xem máy pin hay máy điện anh báo em nha. Makita 13 ly, đây là hôm nay sale các bác, giá còn có 950 thôi ạ. 950 cái bộ này. Và em cảm ơn anh Lâm rất chi là nhiều luôn. Makita 13 ly giá 950.000 nha các bác ơi. Một máy, hai pin và một sạc đi kèm giúp em. Pin là pin 10 xe và chân pin phổ thông này. Còn cái mã này là Hukan mã 533 này. Đây, mã này là Hukan 533. Hukan HK533BL đây các bác, con này có 3 chức năng này. Con này giá 1.250.000 nha. Đầu 13 ly 3 chức năng này, điều chỉnh 20 cấp chuột. Máy không chổi than, pin trâu 10 xe nha. Có pin có nha anh Thừa Đào ơi, pin 15 xe dòng xả cao dành cho máy cắt, anh cứ lấy cái quả pin 15 xe của Hukan giúp em ạ, giá 500.000 một quả anh ạ. Đấy, gọi cho em là pin 15 xe của Hukan nha, giá 500.000 một quả anh ơi. 500.000 một quả pin 15 xe của Hukan. Anh liên hệ hai số điện thoại bên kia để chốt đơn ạ. Đấy, bác nào chốt này Hukan 13 ly mã 533. Con này mã 533 các bác ơi. 533 này các bác còn có thể mua thân máy riêng nhá. Thân máy của 533 là 630.000, còn chọn bộ sẽ là 1.250.000 là kèm theo hai pin 10 xe. Còn thân máy lưu ý giúp em, mua thân máy thì là không có theo pin nha. Rotor Makute là cái đấy phải đặt hàng nhé, em không có sẵn nhá. IMB và F88 thì cái IMB tả X8 nó sẽ ok hơn nhá anh Đặng ơi, bởi vì con đấy là nó cao tiền hơn mà, pin của nó cũng trâu hơn luôn ấy. Hukan mã 533 là 1.250.000 giúp em này. Các bác mua thân máy là 630 nhá. Thân máy thì chưa có theo pin nha, còn chọn bộ là theo hai pin luôn. Chân pin phổ thông như này giúp em. Máy hút bụi pin này em không có anh ơi, em có thổi bụi pin thôi. Những cái thổi bụi pin thường là những shop khác người ta cũng giới thiệu cho các bác là sẽ hút được cả bụi, nhưng mà nó hút yếu lắm, nó không ăn thua đâu. Đấy, anh mà muốn hút khỏe thì anh phải lấy máy điện nhá. Lấy cái con máy hút điện màu đỏ kia giúp em là 550 là ok lắm. Còn máy pin á là anh chỉ thổi thôi chứ hút nó rất là yếu nha anh nha. Nào em lên tiếp cho các bác này. Đây là con máy khoan pin của Makita đây. Con này pin 5 xe giúp em nhé. Mã này pin 5 xe. IMB nó chưa có thân máy anh Đặng ơi. Con này Makita pin 5 xe này, có 3 chức năng này. Có búa khoan tường và điều chỉnh 25 cấp độ trượt. Đầu máy nó sẽ là đầu nhựa tự siết đầu 10 ly, máy chạy động cơ chổi than rất là mạnh nhá. Đây, con này pin của nó sẽ là pin 5 xe này. Nguyên bộ này sẽ có một máy, hai pin và một sạc giúp em. Giá cho em là 550.000 nha các bác. Và ok anh Việt, con này giá 550.000 giúp em ạ. Cái này các bác gọi giúp em là khoan Makita pin 5 xe nhá, 550.000. Và lưu ý giúp em là cái mã này nó sẽ theo rất là nhiều phụ kiện luôn. Một máy, hai pin và một sạc. Bộ phụ kiện là hơn 20 chi tiết đi kèm, giá có 550.000 thôi các bác ạ. Quá là rẻ luôn nha. Đây là cái mã máy Hukan X8 IMB này. Hukan X8 IMB đây là một cái mã phiên bản mới ra mắt thị trường của Hukan nha các bác. Logo dập nổi này, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Nó luột là từ trên xuống dưới luôn nhá. Con này nó sẽ là sử dụng chân pin phổ thông luôn ấy. Nguyên bộ là có hai pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell đi kèm. Máy có 3 chức năng như này, đây là chức năng bắn vít này, chức năng khoan và chức năng búa. Các bác dùng chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác mũi tên này giúp em nhá. Đây, bắn vít thì các bác xoay hình cái vít này về, còn khoan thì xoay hình cái khoan này về nhá. Đấy. Búa là khoan tường là xoay hình cái úa này về đây này, cho về cái chiều tam giác mũi tên này giúp em. Và con này nó sẽ sử dụng đầu 13 ly, đầu auto lock nha, có khóa trục đàng hoàng luôn. Đấy, con này có khóa trục luôn nhá. Đây này, đấy, có khóa trục như này luôn. Giá cho các bác là 1.800.000 nhé. Cái mã này gọi giúp em là Hukan X8 IMB nhé. Con này chạy motor từ không chổi than luôn, rất là mạnh luôn. Con này siêu mạnh luôn nha các bác. Con này giá 1.800.000 một bộ nha. Nguyên bộ luôn giúp em á. Còn đây là cái mã máy Hukan F60 này. Bu lông nhá, bu lông 2-1 này các bác. Đây, con này là đầu bu lông rộng đấy ạ. Con này vỏ của nó là vỏ chống cháy luôn nhá. Logo dập nổi là rất là đẹp luôn này các bác. Chân pin phổ thông. Nguyên bộ này có một thân máy này, hai pin một sạc giúp em. Giá cho các bác là 1.250.000 nhá. 1.250.000 một bộ nhá. Hukan mã F60. Nguyên bộ có hai pin một sạc luôn. 1.250.000 gọi cho em là Hukan bu lông F60.
Tiếp theo sẽ là mã sản phẩm này, máy bu lông Hukan X1 Pro. Riêng cái mã X1 Pro này nó là cái con máy đời sau nha. Đây là con máy đời sau đấy. Vỏ của nó sẽ là vỏ chống cháy nhá, chống rơi vỡ luôn. Các bác làm rơi rớt máy nó cũng không có bị vỡ vỏ hay là sát cốt máy luôn. Cái này đang hết pin nhưng con này nó xài êm lắm. Đầu bu lông 1/2 như này giúp em này. Bu lông đầu rỗng nhá, kiêm vít kiêm tôn thoải mái luôn. Và một bộ này bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc. Pin là chân pin phổ thông và theo máy có một pin 10 cell, một pin 15 cell luôn. Lực siết của máy lên tới là 350 N nhá, rất chi là mạnh luôn các bác ạ. Giá 1,5 triệu cái bộ này giúp em. 1,5 triệu nha, gọi cho em là Hukan X1 đời sau nha. 1,5 triệu nha. Đấy, bác là chỗ X1 đời sau em tặng các bác cái bộ khẩu xịn sò như này luôn. Bộ khẩu 12 chi tiết nha. Đấy, bác là chốt X1 là sẽ được tặng bộ khẩu 12 chi tiết. Cái X1 đời sau này này, X1 đời sau. Giá 1,5 triệu nha các bác. 1,5 triệu. Bác là chốt đơn thì alo em để đặt hàng luôn cho em cái mã này là Hukan X1 đời sau, giá 1,5 triệu này. Con này ok và chất lượng lắm. Cái mã này là mã Hukan X2. Con này bu lông Hukan X2 này. Đấy, con này thì những bác nào mà thần tượng những con máy mà nó theo nhiều phụ kiện nó đầy đủ về mình cứ thế mình xài thì các bác lấy mã X2 này cho em nhá. Con này lực siết mạnh nhá, 350 N á. Pin là pin 10 cell, nguyên bộ có hai pin luôn, hai pin một sạc, có hộp đựng và theo phụ kiện đầu khẩu mũi vít rất là nhiều luôn. Giá 1,5 triệu giúp em mã này, gọi cho em là bu lông cái X2 nhá. 1,5 triệu các bạn, con này 1,5 triệu nha. Máy đẹp lắm, đẹp và chắc chắn lắm. Giá 1,5 triệu các bác ơi, 1,5 triệu thôi, giá quá là rẻ luôn. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác là một cái thân máy khoan của Hukan. Thân này thân máy F88 nha các bác, giá 700 một thân thôi. 700 một thân máy nhá, có 3 chức năng đây. Có búa khoan tường và điều chỉnh 20 cấp độ trượt. Con này sẽ sử dụng đầu autolock 13 ly có khóa trục nhá. Máy không chổi than và chân pin phổ thông như này giúp em. Bác nào có những quả pin chân pin phổ thông rồi, các bác có thể là tham khảo mua những cái thân máy này về xài. Một cái thân máy này có 700 thôi, quá là rẻ luôn nhá. Hàng ok, chất lượng cực kỳ luôn. Hàng Hukan chính hãng, các bác dùng chất lượng cứ yên tâm luôn. Cái này gọi cho em là thân máy Hukan F88 nhá. Giá là 700 các bác. 700.000 một thân máy. Quá là rẻ luôn. Bác làm mà cần những cái mỏ hàn sung nhá. Đây là cái mỏ cơ này các bác, cái này gọi cho em là mỏ đỏ nhá. Giá 170 thôi. Mỏ đỏ nha. Công suất là 100W, sử dụng điện 220V cho em cái mã này. Giá là 170.000 này. 170.000 một cái nhá. Được bao ship luôn. Về các bác sử dụng hàn trì, hàn thiết cái này cực kỳ là ok và chất lượng luôn. Cái này độ bền nó cao lắm. Giá có 170 thôi. Quá là rẻ luôn nha các bác. Ở đây có bác nào quan tâm một cái thân máy chuyên vít ngon bổ rẻ như này không ạ? Anh Tuấn hỏi em cái roto loại nào anh Tuấn đi. Đây là thân máy chuyên vít của Grabman. Cái này là đầu chuyên vít đấy ạ. Dự vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Máy chạy động cơ từ không chổi than và chân pin phổ thông như này giúp em. Đấy, các bác về các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông nha. Lắp vào những cái quả pin này mình xài. Đấy, đây là giá thân máy nhá. Con này siêu mạnh như này các bác. Có hai đèn và điều chỉnh 4 tốc độ luôn. Thân máy giá là 900.000 giúp em. Thân máy này cực kỳ là ok và chất lượng luôn. Bao cho các bác là đảm bảo cho bác làm công trình công trường ok thoải mái luôn cho em cái mã này nhá. Gọi cho em là thân vít, thân máy chuyên vít Grabman. Giá 900.000 một thân các bác ơi. 900.000 một thân. Đấy, bác nào mà cần một cái con máy thân máy khoan 13 ly nhá, khỏe ok để mình có thể là rút lõi bê tông thì lấy cho em cái mã này. Đây là thân máy Hukan 13 ly mã Z1200. Cái thân này lực siết của nó lên tới là 95 N nhá. Siêu mạnh luôn ạ. Cảo loại nào ạ? Cái cảo chữ F nó là để anh làm việc gì, để anh vỗ hay anh tránh vỗ ấy. Đây, thân máy Z1200 này em test thử cho các bác coi nhá. Giá thân máy là 890.000 thôi ạ. Bác làm mà làm thợ chuyên nghiệp các bác chỉ cần nghe cái tiếng máy kêu thôi là đã thấy nó ok và chất lượng như nào luôn á. 890.000 một thân máy. Thân máy này các bác sẽ được tặng kèm theo một tay cầm nhá. Đây là giá thân máy chưa có pin nhá các bác. Chân pin phổ thông. Về các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông cho em được con này chạy động cơ từ không chổi than ấy và logo dập nổi luôn này. Thân máy Hukan Z1200 có thể sử dụng rút lõi bê tông nhá. Giá 890.000 thôi. Giá quá là bèo luôn anh em ạ. Đây, tiếp theo mà anh em nào á
mà muốn mua một cái thân máy 13 ly, hàng ngon bổ rẻ thì không thể bỏ qua cái mã này nhá. Đây là cái thân Hukan mã 522. Đây, thân máy có 3 chức năng, có búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ trượt nhá. Con này chạy motor chổi than rất là mạnh luôn. Chân pin phổ thông lên motor 775. Chân pin phổ thông này, đem thử cho các bác nghe này. Con này xài êm và khỏe lắm. Ba chức năng là anh em có thể là xài bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường nhá. Giá của thân máy ngày hôm nay chỉ còn có giá là 440.000 thôi ạ. Giá thanh lý sale sập sàn cho anh em mình thân máy Hukan mã 522 chạy motor 775 siêu mạnh luôn nhá. Giá thân máy là 440.000 nha anh em nhá, 440.000 thôi. Giá quá là bèo luôn. Khoan pin 12V của Hukan này sale sập sàn cho anh em mình với mức giá 580.000. Đây, con này có hai chức năng nhá, sử dụng để khoan và bắn vít. Đầu 10 ly như thế này, máy chạy chổi than. Máy chạy motor chổi than rất là mạnh luôn. Pin là pin 12V, pin tròn nguyên bộ, có theo hai pin luôn. Một thân máy hai pin, một sạc em logo dập lỗ như thế này. Giá tới tay các bác là 580.000. Gọi giúp em, đây là máy 12V của Hukan, máy khoan pin 12V của Hukan. Con này thì có hai chức năng thôi, nó sẽ không khoan tường được, chỉ bắn vít và khoan thôi các bác nha, không có búa để khoan tường đâu nha. Giá 580.000 này. Các bác mà muốn những cái con máy nhỏ gọn mà xài ok thì tham khảo giúp em cái mã này là Hukan XC5. Cái này gọi giúp em là Hukan XC5 nha. Con này gọi cho em là Hukan XC5, khoan pin Hukan 4 cell. Bu lông đất tông 520 không có anh Nghĩa Dương ạ. Con này sẽ sử dụng là động cơ từ không chổi than, đầu autolock 10 ly, máy hai chức năng, sử dụng khoan và bắn vít. Con này là pin tròn nha, pin 4 cell, máy rất chi là nhỏ gọn, đẹp và chắc chắn như thế này. Nguyên bộ sản phẩm này sẽ có bao gồm một thân máy, hai bi và một sạc giúp em. Và riêng cái mã này thì các bác có theo quá trời phụ kiện luôn, mũi khoan, mũi vít đi kèm, sẽ có hơn 20 chi tiết mũi khoan, mũi vít đi kèm cho các bác luôn. Giá là 750.000 nha, gọi giúp em là Hukan, khoan pin Hukan 4 cell pin tròn nhá, pin tròn. Giá cho em sẽ là 750.000, gọi cho em là khoan pin Hukan 4 cell mã XC5 nha. 750.000 thôi các bác ơi. Giá quá là rẻ luôn. Em lên tiếp cho các bác này, một cái thân đèn. Thân đèn sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng nhá. Đây các bác. Cái thân đèn này bên em đang có cái chương trình sale lỗ cho các bác luôn ấy. Bác nào chốt thân đèn mình nên đôi này. Thân đèn sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng, chân pin phổ thông cực kỳ là tiện lợi luôn. Đấy, hệ các bác về các bác lắp vào những cái quả pin như này nhá. Giá của thân đèn là 150.000 nha, chưa theo pin. Nó có công tắc tắt mở đây này, các bác bật lên. Ôi dồi ôi, nó rất chi là sáng luôn các bác ạ, siêu sáng luôn. Bác nào mà hay đi làm việc ở những nơi thiếu ánh sáng ấy, đừng bỏ qua cái sản phẩm này nha. Rất chi là ok và tiện lợi. Về các bác tận dụng lắp vào những cái quả pin sẵn có rồi. Bây giờ các bác đi làm thì thường là bác nào cũng đều có máy khoan pin hết. Đấy, các bác có máy khoan pin, máy mài pin, có những cái mã máy mà chân pin phổ thông ấy, các bác có thể tận dụng những cái quả pin đó, mua một cái thân máy đèn như thế này về mình xài. Bác nào làm việc những nơi thiếu ánh sáng, các bác đặt bên cạnh nghề để các bác làm, nó sẽ soi sáng cho bác làm rất là ok và tiện lợi luôn. Đặc biệt là có thể để đứng như thế này, hoặc là ngửa lên như này, hoặc là cụp xuống như này nha các bác nha. Đó, tiện lợi lắm. 150.000 một thân đèn nha các bác, 150.000 một thân đèn. Cái này gọi giúp em là thân đèn màu đen nha, giá 150.000 thôi, quá là rẻ luôn nha các bác nha. 150.000 một thân đèn, đó, quá là rẻ luôn. Đây này, bác làm mà chưa có pin ý, bác là chưa có pin có thể tham khảo những cái quả pin của Mayta này. Bên em đang còn sót một ít cái pin Mayta 10 xe như này này, pin của máy khoan ấy. Thanh lý các bác giá có 250 một quả thôi. Gọi giúp em là pin 10 xe của Mayta nhá. 250 một quả nhá, được bao ship chân pin phổ thông luôn. Đấy, về các bác lắp vào những cái thân khoan, thân bu lông, thân đèn. Giá có 250 thôi. Còn cái bu lông của Hitachi này này, có công tắc máy bu lông Mayta 70.000 anh ơi. Hôm nay em đang thanh lý cho bác là cái thân máy bu lông Hitachi này này, cái mã một đèn này này, thanh lý các bác là 350 một thân máy nhá. Hôm nay là xin phép thanh lý cho bác cái mã này là 350 một thân máy, vì là
nó có nguyên bộ ấy, nhưng mà hôm trước là rất là nhiều bác có nhu cầu mua pin sạc lẻ, cho nên là bên em có bóc một ít pin mới sạc ra bán trước rồi. Thì bây giờ nó còn lẻ ra một ít thân máy này, là xin phép là thanh lý các bác giá rẻ nha. Thanh lý giá rẻ cho các bác là 350, là em sẽ bao ship và em tặng các bác cái vỏ hộp luôn. Bởi vì là hôm trước là nguyên hộp là em bóc ra là vẫn còn cả vỏ hộp ấy, thì em sẽ tặng cho các bác vỏ hộp luôn. Và trong cái vỏ hộp đấy nó vẫn còn phụ kiện là một cái dây đeo và một cái khẩu 22 nữa, em tặng luôn cho các bác luôn nhá. Thì các bác có thể lên đơn cho em là thân máy bu lông của Hitachi tặng vỏ hộp nha, là giá là 350 thôi. Cái thân máy này thì nó chạy motor không chổi than và chân pin phổ thông, tiện lắm. Về các bác cứ bác làm mà có những cái quả pin sẵn như này rồi, các bác mua cái thân máy này về xài nhá, giá là 350 nha. Đấy, giá quá là hời luôn các bác, số lượng nó có ít thôi, nó có tầm độ 5 đến 7 bộ thôi, cho nên là các bác mua thì mình nhanh tay, mua thì là nhanh tay nhá, nhanh tay alo trực tiếp luôn để lên đơn luôn cho nó nhanh. Đó hạn nào. À, cái mỏ hàn ngâm này, mỏ hàn ngâm màu đen đây các bác. Đây. Mỏ hàn ngâm màu đen là cái này là công suất là 80W này. Có hiển thị ở đây và điều chỉnh ở đây luôn. Hôm nay các bác làm mua cái mỏ hàn ngâm này, em tặng các bác một cái túi đầu mỏ 5 cái luôn ấy. Túi đầu mỏ 5 cái to nhỏ khác nhau, về lấy mai các bác thay thế được nhá. Giá mỏ hàn ngâm là 240.000 thôi, 240.000. Gọi giúp em là mỏ hàn ngâm màu đen nhá các bác ơi, mỏ hàn ngâm màu đen giá 240.000 này. Đây là một cái thân máy bơm lốp nha, thân bơm lốp pin của Hucan đây các bác. Chân pin phổ thông này, điện lắm. Ngày hôm nay giá thân máy bơm lốp là 550 một thân máy nhá, các bác lắp vào pin như thế này. 550 thân máy chưa có pin. Đấy, cái này có đồng hồ báo luôn. Thân máy bơm lốp của Hucan đây ạ. Giá 550 cho em, 550 một cái thân máy bơm lốp này. Các bác thấy nó có quá là rẻ không ạ? Quá là rẻ luôn giúp em. Bác là chốt mình nhanh tay nhá, nhanh tay lên đơn luôn giúp em mã này, thân bơm lốp. Gọi cho em là thân bơm lốp của Hucan nhá, cái này sử dụng chân pin phổ thông ấy, có đèn báo này. 550.000 các bác ơi, 550.000 một thân máy nhá. Đó. Nào em lên cho các bác một cái máy bắn cốt này. Bắn cốt 5 tia xanh nhá. Cái mã này là mã X bầu queo này các bác. Riêng cái mã này á là các bác có thể là sử dụng làm việc ngoài trời luôn. Được tặng kèm một cái này được tặng kèm một cái chân 1m2 luôn, có điều khiển từ xa luôn nhá. Kèm theo một quả pin trâu rất là to luôn và có một cái vỏ pin để sử dụng pin tiểu nữa. Giá cho em là 1.250.000 nha, 1.250.000 cái này. Đó. Có bác nào mà thần tượng cái thân hàng hàng gì anh Dũng ơi, anh Dũng hỏi em cái hàng gì đấy. Có bác nào thần tượng cái con quạt Hucan kia không ạ? Đấy, con quạt Hucan màu vàng kia kìa. Nhìn nó cực kỳ là chất luôn nha các bác. Cái đấy em mới về đấy, cái đấy em mới về hàng. Cái đấy bác nào mà chốt cái thân quạt đấy có thể alo cho em nhá. Alo bên em báo giá cho. Cái quạt đấy các bác vừa có thể là dùng pin cũng được mà dùng điện cũng được. Khi nào các bác dùng pin thì các bác lắp pin trên pin phổ thông vào. Phun sơn điện em có luôn anh Hoàng, anh sấn lên luôn nha. Bác nào mà dùng pin thì là lắp pin nhé, còn không dùng pin cái kia lắp cắm điện trực tiếp cũng được luôn, cái quạt Hucan kìa các bác, quạt Hucan ấy. À hay bác nào hỏi em máy phun sơn điện này, phun sơn điện đây các bác ơi. Phun sơn điện này, máy phun sơn điện là 650.000 nha. Đây máy phun sơn điện đây ạ. À. Máy phun sơn điện 650.000 một máy, có nút chỉnh tia luôn này. Đấy. Cái này có nút chỉnh tia luôn giúp em. Giá cho em là 650.000 nhá. Công suất là 550W thôi. Công suất là 550W này, giá 650.000 giúp em. Bác là chốt lên đơn cho em mã này là máy phun sơn điện nhá, 650k. 650k một máy. Các bác xem like, mỗi bác cho em xin một nút like nhé các bác ơi. Có bác nào muốn xem cái mã là các bác cứ comment lên ạ, à. Các bác cứ comment lên giúp em nhá. Các bác muốn xem cái mã máy nào các bác comment lên giúp cho em biết nhá. Có bác nào muốn mua tăng đôi cắt tóc không nhỉ? Đây là cái con máy khoan bê tông của Detong này các bác, có bác nào yêu mến cái con này không? Đây bê tông của Detong này, con này nó là hàng sản xuất theo công nghệ của Đức nhá, cực kỳ là chất lượng luôn. Con này giá là 1.150.000 các bác ạ. Máy 3 chức năng này, đầu gà như này nhá, công suất 1050W ấy. Được tặng kèm theo có nguyên hộp là có 2 đục và 3 mũi khoan luôn ạ. Giá sẽ là 1.150.000. Bác là chốt bê tông của Detong nhá thì lên đơn giúp em mã này, 1.150.000 nhá. Bê tông Detone nha. Máy bê tông của Detone giá 1.150.000 giúp em này. Các bác xem like thả like hộ em với. Các bác nhấn nút nút like hộ em nhá.
Bác là chốt bê tông đét tông là 1.150.000 nhá. Đây cái mã này này. 1.150.000. Kèm theo có hai mũi đục và ba mũi khoan luôn nha. Pin pin Hukan 15 cell là 500 nha anh Hiểu ơi. Anh Hiểu ơi. Pin Hukan 15 cell là 500 một quả thôi. Pin 15 cell của Hukan là 500 một quả anh ạ. Anh lấy pin 10 cell là 350, còn 15 cell là 500 nhá. Anh mà chốt anh cứ alo trực tiếp cho bên em ạ. À. Alo trực tiếp cho bên em để đặt hàng luôn là có đơn luôn á. Các bác xem like mỗi bác cho em ủng hộ em một nút like nha. Đây có bác nào quan tâm cái tăng đơ cắt tóc này không ạ? Đây là cái tăng đơ cắt tóc bằng pin nhá. Cái mã này mã Philip này. Cái đợt này bên này nó đợt này em về là nó có một pin thôi nhá. Một pin và hai cữ này, một sạc. À, thân máy X2 thì là không có thân vì là thân X2 nó không phải chân phổ thông thôi anh Hà ơi, anh lấy thân X1 hoặc X4 đi. Máy tăng đơ Philip là 250 một máy nha các bác. Nguyên hộp luôn là có một máy một pin. À, máy hàn mic này em có anh Hùng ạ, hàn mic em có luôn. Hàn mic này em có hàn mic 1 chức lăng là 2.2 triệu, còn hàn mic 3 chức lăng là 2.6 triệu ạ. Hàn mic em để phía kia kìa. Đấy con hàn mic kia kìa. Kia là con hàn mic của Kenmark đấy. 1 chức lăng là 2.2 triệu, còn 3 chức lăng là 2.6 triệu ạ. Máy sấy tóc nha, em đang thanh lý cho các bác cái sấy tóc này có 200.000 thôi, rẻ lắm. Điều chỉnh được hai này. Điều chỉnh hai có hai nút tắt mở như này này. Sử dụng điện trực tiếp 220V, công suất 5.000W nha. Giá 200.000 các bác. Máy sấy tóc 200.000 một máy. 200.000 một máy sấy tóc, công suất cực đại 5.000W luôn. Sử dụng điện 220V giúp em cái mã này nha. Ổ cắm đúc này. Ổ cắm đúc, ổ cao su đúc, đảm bảo lấy búa đập không vỡ nha. Cái mã này sẽ có mức giá 45.000 một ổ các bác ơi, các bác chọn xem ổ 5 hoặc ổ 3 nhá. Đây là ổ 3 này. Ổ 3 màu xanh như này. Cái này nó có cả màu xanh, màu trắng hoặc màu vàng đấy. Còn cái ổ 5 thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi. Ổ 5. Ổ 5 với ổ 3 thì là các bác đồng giá nhau hết cho em là 45.000 một ổ nhá. À, tô vít đa năng nó là cái tô vít như nào anh Thế ơi? Nó là cái đầu vít chân lục giác hay là cái gì đấy ạ? À? Ổ 3 lỗ thì là các bác cắm được ba cái lỗ chân tròn này. Cái ổ này sẽ có đèn báo điện luôn nhá. Khi mà các bác cấp điện vào đây nó sẽ có đèn sáng để báo cho các bác là biết là điện đã vào nhá. Còn ổ 5 ấy thì nó sẽ cắm được ba cái ổ tròn và bên này có hai ổ dẹt luôn này. Đấy. Ổ 5 là các bác vừa cắm được chân tròn, vừa cắm được chân dẹt. Chân tròn là các bác hay gặp ở những cái thiết bị điện của nước ngoài ấy. À nước Việt Nam ấy, còn nước ngoài thì nó hay dùng chân dẹt nhá. Đấy các bác lấy ổ 5 thì các bác sẽ dùng nó tiện lợi hơn, nhưng mà ổ 5 thì không có đèn báo nhá. Nói chung là hai cái mã này thì cái nào là cũng ok hết. Đấy. Bao cho bác làm công trình công trường luôn. Nếu như mà các bác mà làm gia đình thì các bác mua cái ổ này mua một lần mình xài mãi mãi luôn nhá. 45.000 một ổ thôi các bác. Bác nào lấy 10 ổ là sẽ được bao ship đấy. À, bác làm mà lấy 1-2 cái thì các bác lên bổ sung để ghép chung vào những cái đơn hàng mà các bác đang được bao ship rồi để không mất ship nhá. Giá có 45.000 một ổ thôi các bác ơi. Quá là rẻ luôn ạ. Em lên cho bác một cái bộ cờ lê này. Đây cái bộ cờ lê GT của Mỹ này xịn sò lắm các bác. Cái bộ này có từ cờ lê 8 đến cờ lê 24 luôn nhá. Đấy và cái nào nó cũng đều rất chi là sáng bóng đẹp luôn. Một đầu là cờ lê, một đầu là tròng như này luôn này. Giá 300.000 một bộ giúp em. 300.000 một bộ nha. Cái này gọi cho em là bộ cờ lê GT của Mỹ nha. Từ 8 đến 24 nha các bác. Có từ 8 đến 24. Cái này là bao nhiêu cái đây? 2, 4, 6, 8, 10, 14 cái các bác ạ. Có tổng thể 14 cái nhá. Từ 8 đến 24. Giá 300.000 một bộ nhá. 300.000 một bộ như này này. Đấy, giá rẻ lắm. Hàng xịn xò ok và chất lượng lắm. Mua một lần mình xài mãi mãi luôn nha. Đây. Bu lông của Mayta này. Cái mã này là mã bu lông Mayta BL. Các bác gọi cho em là khoan pin bu lông Mayta BL. Con này chân pin 3 cạnh nha. Giá là 1.100.000 nha các bác. 1.100.000 một bộ nha. Con này đầu bu lông rộng đấy. Bu lông phần 2 đầu rộng máy không than. Mã BL nha. Gọi cho em là bu lông Mayta mã BL 2021 chân pin 3 cạnh cho em. Giá là thanh lý các bác, giá 1.100.000 thôi. 1.100.000 thôi các bác ơi. Đấy, có bác nào quan tâm máy 12 tia không? À, em có cái mã này là mã 12 tia xanh của Akuza. Đây, mã này mã 3D này các bác. Con này giá 1.100.000 một bộ thôi. 1.100.000 một cái bộ máy Akuza mã 3D như này. Con này 12 tia xanh siêu sáng nha các bác. À, hay 1.100.000 một bộ nhá. Em sẽ tặng thêm các bác một cái chân 1m2 nữa. Bình thường những cái máy 12 tia như này, à, dao cắt kính em không có nha anh Ngọc Hoàng nhá. Bình thường là các bác mua 12 tia, 16 tia là nó không có theo chân đâu. Nhưng mà hôm nay em sẽ tặng các bác cái chân máy luôn. Là các bác lấy con này là 12 tia là 1.100.000 nhá. Đấy còn con 16 tia là cái con màu xanh ở phía bên trong kìa.
Con 16 tia là mạng 4D, là máy Akuza mạng 4D này, 1 triệu 2, còn 3D là 1 triệu 1, là con màu vàng này nhá. Gọi cho em là máy máy tia Akuza mạng 3D. 3D là 12 tia, còn 4D là 16 tia các bác nha. Nào em lên cho các bác này. Thân máy cưa kiếm nhá. Đây là thân máy cưa kiếm của Huka này, giá 650 giúp em. Chân pin phổ thông nhá, giá thân máy chưa có pin, em đang lắp vào quả pin 15 cell của Maita đây ạ. Thân máy cưa kiếm của Huka này rất chi là to, khỏe, đẹp và chắc chắn luôn. Chân pin phổ thông luôn giúp em. Giá 650 một thân máy nhá. Thân máy này chạy động cơ chổi than mạnh lắm. Giá 650 thôi ạ. Bác nào mà máy đánh bóng em có anh ơi, có máy đánh bóng luôn, để em lên máy đánh bóng cho. Đây. Thân máy bê tông pin đây ạ. Thân bê tông pin của Hukan là 1 triệu 3 nha các bác, 1 triệu 3 thân máy bê tông pin của Hukan. Gọi cho em là thân máy bê tông pin của Hukan nha. Máy 3 chức năng, đầu gài, máy không than và chân pin phổ thông như này cho em này. 1 triệu 300 nghìn các bác ơi, 1 triệu 300 nghìn. Em có cả thân loại rẻ đấy. Thân bê tông loại rẻ là 730 thôi. Đây loại rẻ thì là các bác lấy cái mã này này. Thân máy bê tông pin loại rẻ thì là thân màu xanh như thế này. Đây, cái mã này. Đây, hàng nội địa đây nha các bác. Cái này gọi cho em là thân bê tông pin màu xanh nhá, giá 730. Có 3 chức năng này, có đảo chiều. Đầu gài nhá, máy đầu gài đấy, đầu mũi khoan 2-26, máy không than và chân pin phổ thông hết cho em. Giá 730.000 một cái thôi ạ. 730.000 một cái thân máy bê tông, quá là rẻ luôn. Máy đánh bóng đây bác, em lên máy đánh bóng này. Các bác tham khảo cho em cái máy đánh bóng của Maita nhá. Riêng cái mã đánh bóng Maita này này, bên em đang có cái chương trình thanh lý cho các bác. Một cái thân máy đánh bóng Maita như này sẽ có giá là 450.000 nhá. Đây là nguyên bộ luôn đấy, nguyên bộ đấy, sử dụng điện 220V, có điều chỉnh sóng nút tốc độ đây. Bác nào mà có xe hơi ấy, các bác dùng cái này đánh bóng xe hơi ok lắm. Giá có 450 thôi các bác, được bao ship luôn nha. Công suất 600W, sử dụng điện 220V. 450, công suất 600W, 450.000 một máy đánh bóng Maita. Rất là xịn sò luôn các bác ơi. Rất chi là xịn sò lắm. Khoan pin 12V này. Đây, con này đang hết pin mất rồi. Con này là hai chức năng này, sử dụng được khoan và bắn vít nha. Điều chỉnh 25 cấp độ trượt như này cho em. Cái này nó là đầu kẹp nhựa tự siết đầu 10 ly, máy có chổi than nhá. Pin pin của nó pin 12V ấy, pin tròn pin tam giác này. Một bộ nó sẽ có bao gồm một thân máy, một pin, một sạc cho em. Giá 300.000 các bác ơi. Gọi cho em là máy khoan pin 12V của JLD, giá 300.000 nhá. Con này hộp là hộp giấy nhá. Riêng này con này hộp giấy, các mã khác là hộp nhựa nhưng mà riêng con này hộp giấy cho em. Và thêm một pin thôi. Giá có 300.000 thôi các bác. Quá là rẻ luôn. 300.000 được bao ship luôn nha. Em lên cho các bác này. Đây là mã bút điện màu trắng, bút điện đa năng. Cái bút lẹ này các bác có thể đo thông mạch được đấy. Đây này. Giá 130.000 nha các bác. Gọi cho em là bút điện trắng nha. Bút điện trắng này. 130.000 bao ship luôn. Quá là ok chất lượng luôn. Cái này các bác vừa có thể đo điện rồi đo thông mạch được luôn á. Nó rất là nhiều chức năng nha. 130.000. Em bán tặng cho các bác cái mã kìm hàn này nhá. Gọi cho em là kìm hàn màu vàng nhá. 35.000 một kìm thôi các bác. Các bác có thể là bổ sung những cái mã giá hời như này để mình đi chung đơn nhá. 35.000 một cái kìm hàn màu vàng như này. Rất chi là to, khỏe, đẹp và chắc chắn luôn giúp cho em nha. 35.000 các bác ơi, 35.000 một cái nha. Đồng hồ kẹp dòng này, máy cắt sắt bàn em có máy Hukan 1 triệu 6 anh ạ. Xong để tí nữa em quay cho anh. Đây, kẹp dòng vàng. Cái này gọi cho em là kẹp dòng vàng đi các bác. Đây là kẹp dòng 3266 TDLGT. Có tặng kèm các bác một đôi que nhiệt độ này, một đôi que đo này. À, vâng, anh Đại ơi, anh Đại đặt cái gì anh alo cho em vào hai cái số kia nhá. Một trong hai số kia anh alo hoặc nhắn tin giúp em nha. Đấy, kẹp dòng vàng là 280 các bác ơi. 3266 TDLGT này. Con này có đầy đủ chức năng này. Các bác vừa đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng. Kìm tuốt dây thì bên đang hết rồi anh Minh nhá. Giá cho em là 280 cái bộ kẹp dòng này các bác ơi. Vừa đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm, nói chung là làm được các việc luôn ấy. Giá có 280 thôi ạ. 280 thôi các bác ơi, quá là rẻ luôn. À, bác nào mà chốt cái mã sản phẩm nào cứ alo điện thoại cho bên em và cái số điện thoại kia có nhân viên nghe máy chốt đơn nha các bác. Các bác alo điện thoại hoặc nhắn tin giúp em nha.
Bác nào đang hỏi em máy cắt bàn này. Đây em sẽ chi tiết cho các bác là máy cắt sắt bàn của Hukan nha. Máy cắt sắt bàn của Hukan này. Đây là máy cắt sắt bàn của Hukan sử dụng lưỡi 355 nhá. Con này công suất là 2400W đây ạ, giá 1.600.000 các bác ơi. 2400W đây. Máy sử dụng lưỡi 355. Đây. Con này giá là 1.600.000 nhá. Bác là chốt mã này lên đơn cho em này, cắt sắt bàn của Hukan này. 1.600.000. 1.600.000 nha các bác nha. 1.600.000 thôi, giá quá là rẻ luôn các bác ơi. Lưỡi 355 nha. Bác là chốt cái mã này lên đơn luôn giúp em này. Qua bên này em sẽ chi tiết cho các bác thân đèn của Hukan nhá. Có bác nào quan tâm thân đèn của Hukan không ạ? Đây em chi tiết cho các bác ba cái mã thân đèn của Hukan nhá. Thân đèn của Hukan này em có mã 16 bóng này, 30 bóng hoặc là 48 bóng LED luôn. Các bác tham khảo giúp em 3 mã luôn này. Đầu tiên sẽ là mã 16 bóng nhá. 16 bóng LED sẽ là 195.000 ạ. Đây cái này là 16 bóng này. Còn cái này là 30 bóng này. 30 bóng thì sẽ là 260 nha. Còn 48 bóng là 330 thôi các bác ơi. Để em xem có cái quả bi nào không, em sẽ thử cho các bác, test thử cho các bác cái độ sáng của đèn luôn. Với cái mã đèn của Hukan này này, cái nào các bác cũng có kết hợp phía sau có cổng USB để sạc được hai cái sạc điện thoại nhá. Đây là cái thân đèn 16 bóng này các bác này. Em test thử cho các bác xem luôn nha. Đấy. Ôi sáng lắm các bác ơi. Phải nói là sáng cực kỳ luôn, siêu sáng luôn giúp em. Mã này là mã 16 bóng nha. Đây là 30 bóng này. Bật lên một cái là sáng thôi rồi luôn á. Đó. Sáng hơn đèn pha luôn nha các bác. Sáng lắm. Đây là trong nhà em còn đang bật điện rất chi là sáng luôn đấy nhá. Nào, đây là cái đèn 48 bóng đây. Giá em vừa báo các bác là giá thân đèn là chưa có bao gồm pin nha. Bác là có pin rồi mình mua, chưa có pin thì mua thêm pin giúp em. Đấy, như các bác mua những cái quả pin của Maca như này này. Pin 10 cell của nó rất chi là chất lượng luôn. Pin 10 cell có 320 thôi các bác. Pin 15 cell là 400 một quả, được bao ship luôn nhá. Chân pin phổ thông hết ấy. Còn các bác mua những cái pin của Hukan như này này. Pin 10 cell của nó có 350 thôi. 15 cell là 500 một quả. Còn sạc thì các bác có thể mua loại 150 hoặc 200 một cái nha. Lưu ý giúp em là những cái thân đèn của Hukan này này, là các bác có kết hợp, cái nào cũng đều có kết hợp cổng USB hết nha. Cái nào cũng có hết. Riêng thân đèn của Hukan này. Và cái bóng LED của nó siêu sáng và siêu bền luôn cho em. Giá thì các bác không phải nghĩ thôi. Đấy, các bác gọi cho em là thân đèn của Hukan loại 16 bóng hoặc 30 bóng hoặc là 48 bóng giúp em nha. Có bác gửi cho anh máy đánh bóng. Vâng anh ơi, anh mà chốt máy đánh bóng kéo cắt cành bi này em có luôn. Anh Đại ơi, anh Đại chốt máy đánh bóng, anh alo cho bên em đi. Đây để em quay cái số điện thoại cho anh Đại nha. Anh Đại ơi, số điện thoại để chốt đơn đây ạ. Anh Đại alo trực tiếp cho bên em nha. Anh Đại alo trực tiếp cho bên em vào cái hai một trong hai cái đầu số điện thoại này để đặt hàng cái máy đánh bóng nhá. Anh alo đến anh báo là gửi cho anh cái máy đánh bóng Maita 450K nha. Là nhà em sẽ có nhân viên nghe máy để chốt đơn hàng cho bác nha. Các bác đang xem live, mỗi bác nhấn em xin nút like nhá. Có bác nào chốt đơn cứ alo điện thoại trực tiếp cho em nha. Bên em đang có nhân viên trực điện thoại nghe điện thoại của các bác để chốt đơn cho các bác luôn. Đấy, bác nào chốt đơn cái mã nào cứ alo trực tiếp cho em này. Các bác có thể là alo hoặc nhắn tin nhá. Alo mà không được các bác nhắn tin giúp em nhá. Nhắn tin điện thoại hoặc nhắn tin Zalo đều được. Các bác gọi không được các bác chỉ cần nhắn tin là gọi lại anh mua hàng là được nhá. Đây, thân kéo cắt cành đây anh ơi. Anh nào đang hỏi em cái thân kéo cắt cành này. Em có cái thân kéo này, thân kéo của Hukan đây các anh. Cái thân này em đang thanh lý các anh nè. Giá 1.600.000 nhá. 1.600.000 một thân máy nhá. Thân máy này ngày hôm nay được tặng kèm theo vỏ hộp luôn á. Máy rửa xe dùng pin này em có anh Thìn ạ. Máy của Hukan ạ, kèm theo một pin 10 cell ạ. Giá cho em là 1.050.000. Nhưng mà tại vì hôm nay em không để máy ở đây thôi. Anh có thể là alo cho bên em chốt đơn. Anh để alo hoặc vào nhắn tin Zalo để em gửi hình cho anh. Đây thân kéo cắt cành của Hukan này các bác. Thân kéo to và khỏe lắm. Máy hôm đang hết rồi nha anh Nguyễn ơi. Bác là chốt thân kéo cắt cành là 1.600.000 nhá. Gọi cho em là thân kéo cắt cành của Hukan. Thân kéo này to, khỏe, đẹp và chắc chắn lắm. Chân pin phổ thông nha bác, máy không chửi than ấy. Giá 1.600.000 cho em.
thân khò này. Có bác nào cần cái thân khò Huka này không? Sử dụng chân pin phổ thông này các bác. Chân pin phổ thông cho em nhé. Thân khò của Huka nha. Sử dụng chân pin phổ thông này. Kéo bonsai này. Cái này gọi giúp em là kéo bonsai Nhật nhá. Thanh thì các bác giá có 70.000 thôi. Đang chiên các bác cái mã này là 70k. Chốt hãm tự động á. 70k một kéo nhá. Lưỡi kéo rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Bác nào làm bonsai thì đừng có bỏ qua cái mã sản phẩm này, nó xịn sò lắm. Được tặng kèm theo một cái lò xo dự phòng luôn các bác. Bu lông X1 em có anh Thanh Trần đây, có X1 luôn. Anh Thanh Trần là muốn lấy X1 đời đầu hay đời sau ạ? Anh Thanh Trần ơi, hôm nay cái mã X1 đời đầu này này, bên em đang tri ân các bác là 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu. À em xin lỗi, đây là đời sau, đây là đời sau. Đời đầu là đang thanh lý các bác là 1,250 triệu, là không có phụ kiện gì đi theo, chỉ có hai pin một sạc thôi. Còn con đời sau này này là đang tri ân các bác giá là 1,5 triệu. Đấy, đời sau là 1,5 triệu nhá. Huka X1 đời sau là 1,5 triệu. Đây cái mã này, vỏ chống cháy, chống rơi vỡ luôn này, đầu bu lông rỗng nhá. Kèm theo máy có hai pin, một pin 10 xe, một pin 15 xe chân pin phổ thông. Các bác chốt cái con X1 đời sau là em sẽ tặng các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết. Cái bộ khẩu bản bu lông như này này. Các bác là chốt mã đời sau là được tặng cái bộ khẩu này nhá, là giá 1,5 triệu. Còn đời đầu là 1,250 triệu là thanh lý lỗ rồi nên là không tặng quà thêm nhá. Các bác xem like mỗi bác cho em xin một nút like đi các bác ơi. Mỗi bác nhấn cho em xin một nút like nha. Đây có bác nào quan tâm cái mã này không ạ? À? Bộ lục giác đa năng bốc là em đang hết rồi anh Bụi ơi. Máy bơm ô tô em có anh Hoàn này. Anh Hoàn này, anh Hoàn mua bơm ô tô là mua bơm pin hay là bơm tay ạ? À? Em có con chuyên vít này, em có con chuyên vít Akuza này các bác. Con này mạnh lắm, điều chỉnh là 4 chế độ luôn nha. Cái này là có hai đèn đấy, máy không than này, đầu chuyên vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Con này chân pin phổ thông nhá, đi theo máy có hai pin 5 cell, máy gọn gàng đẹp lắm. Giá 1,750 triệu gọi cho em là chuyên vít của Akuza này. Bình thường các bác mã khác nó chỉ có 2 tốc hoặc 3 tốc thôi, con này 4 tốc luôn. Anh Hoàn em có luôn. Có luôn anh Hoàn. Đây nha. Nếu như mà anh Hoàn mà bơm ô tô bằng pin thì anh lấy cái thân pin như này. Anh đã có pin chưa ạ? Anh đã có pin hay là chưa anh Hoàn ơi? Cái thân máy như này là 550 nha anh. Có đồng hồ này. Đấy, về anh lắp vào những cái quả pin như này này. Em cũng chưa biết nữa anh Mũi, chưa biết bao giờ có lại luôn. Đây là thân bơm lốp pin nha anh. Thân bơm lốp là 550 là chưa kèm pin. Anh có pin rồi là anh mua thân máy nhá, còn chưa có pin là nhớ phải mua thêm pin ạ. Thân máy bơm lốp pin của Huka đây ạ, chân pin phổ thông là 550 này. Hoặc là anh có thể dùng bơm tay nha. Cái bơm đạp chân này em đang thanh lý các bác là 230.000 thôi. Đây bơm đạp chân đây, bơm đạp chân 2 bít tông ạ. Cái này các bác có thể là bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô được luôn này. Giá là 230 thôi. Thanh lý các bác có 230 thôi các bác ơi. Bơm xong các bác gấp gọn như này này, đóng cái chốt này vào, gọn lắm, để trong cốp xe nha. Đấy, cái này vừa bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô được luôn này. Bơm đạp chân 2 bít tông các bác ơi, giá có 230.000 thôi, quá là rẻ luôn các bác. Số lượng em còn ít nên là em sẽ thanh lý rẻ nhá. Còn cái lô sau về là giá của nó sẽ đắt tiền hơn ấy. Là các bác chốt mã này nhanh tay nhá. Gọi cho em là bơm đạp chân 2 bít tông. Giá 230.000 thôi. 230.000 một bơm nhá. Máy cắt gạch của Huka này các bác. Cắt gạch của Huka này, sử dụng lưỡi 110 nha. Con này giá 750 nhá. 750 đấy. Máy cắt bàn mini đây, 750. Giá rẻ như này mà các bác không mua là tiếc lắm. Thân máy mài pin đầy watt này. Cái này gọi cho em là thân mài pin đầy watt màu cam nha các bác. 450 một thân máy nhá, tặng kèm theo cả tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Máy một tấc á. Chạy động cơ từ không chổi than, công tắc bóp này, chân pin phổ thông rất là tiện luôn. Giá cho em 450 tặng kèm cả tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi nhá. Giá thân máy chưa có pin sạc. Đấy, còn các bác có thể lấy cái thân máy mài của đây watt màu vàng này. Có màu cam và màu vàng, cái này cái màu vàng này. Đấy, cái màu vàng này cũng 450 là được tặng kèm cả tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi nhá. Còn bác nào mà không lấy phụ kiện tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi thì là 420 thôi. Đây là thân máy đai watt màu vàng. Còn bác nào lấy nguyên bộ ấy, lấy nguyên bộ của máy đai watt màu vàng như này là 1 triệu nhá, là có hai pin luôn nhá, hai pin 10 xe, một sạc có hộp luôn. Đấy, các bác để lấy thân máy hoặc lấy chọn bộ cũng được nhá. Đĩa xích tròn này, đĩa xích tròn một tốc đây ạ.
Cái này để các bác xài lắp vào những cái máy mài một tấc giúp em nhá. Giá 70.000 một đĩa này. 70.000 một cái. Các bác tham khảo để bổ sung chung vào đơn hàng nhá. Đi chung cho nó đỡ tốn ship này. 70.000 này. Đấy, đây. Máy khoan pin của Akuza. Máy 3 chức năng điều chỉnh 20 cấp độ trượt. Con này chạy động cơ từ không chổi than, đầu autolock 13 ly có khóa trục luôn đấy các bác. Chân pin phổ thông và đi theo máy có 2 pin 5 cell nhá. Nhưng mà cái thân máy này về lay mai các bác mà lắp vào những cái pin 10 cell hoặc 15 cell là các bác vẫn xài được luôn. Giá 1.290.000. Gọi cho em là khoan pin Akuza, khoan pin Akuza mã K2 cho em. 1.290.000. Thước rút tự hãm 7,5m này. Xịn sò lắm các bác. Cái thước này tri ân cho các bác, bán tặng các bác giá 50k nha. 50k nha, thước rút tự hãm 7,5m nha. Các bác gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, giá 50k. 50k một cái nha. Máy mài pin của Hukan này. Hàng phiên bản mới theo máy 2 pin 15 cell luôn. Giá 1.850.000 một bộ ạ. Bao gồm một thân máy 2 pin một sạc, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ và có hộp đựng máy luôn, giá 1.850.000. Công tắc bóp nha. Xài rất chi là em, con này xài ok lắm. 1.850.000 thôi các bác. Đây là cái bộ lam xích để cho các bác lắp vào máy mài một tấc này. Cái bộ này 180 nha, gọi cho em là bộ lam xích nha. Bộ lam xích 12 inch. Cái lam của nó dài 34cm luôn đấy. Trong này nó có đủ bộ luôn này. Có cả loại đựng dầu này, tay cầm này, xích này, ốp chắn này, đầy đủ luôn cho em. Cái lam là dài 34cm luôn nha các bác. Giá cho 180 nhá. Về các bác cứ lắp vào những cái máy mài một tấc ấy, máy pin hoặc máy điện đều được ạ. Gọi cho em là bộ lam xích nha. Giá cho em là 180.000 cái bộ này các bác ơi. Quá là rẻ luôn. Bộ này là bộ 12 inch đấy, chứ không phải như những nơi khác người ta bán loại 11,5 inch đâu các bác. Bộ này bộ 12 inch. Giá có 180 thôi. Đây, có bác nào chốt những cái kéo bonsai của hoa anh đào này này. Nó xịn sò lắm, nó đẹp sắc nét từng chi tiết luôn các bác ạ. Giá 200.000 một cái cho em. 200.000 một cái nha, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng, ưng thì nhận, không ưng quay đầu. Cái này nếu như mà bác nào mà đã cầm cái sản phẩm này lên là nói chung là không có bác nào chê được nó ở cái điểm gì luôn. Riêng cái mã này không bác nào chê được nó ở cái điểm gì luôn nha. Gọi cho em là kéo bonsai hoa anh đào nha. 200.000 các bác nha, 200.000 nha. Thân máy khoan Hukan mã F9 này. Gọi cho em cái mã này là thân Hukan 10 ly nha. Con này chạy động cơ chổi than, chân pin phổ thông luôn này. Đầu 10 ly, máy có 3 chức năng. Giá 400.000 thôi ạ. 400.000 một thân máy nha. Quá là rẻ luôn. Quá là rẻ luôn các bác ơi. Thân máy mài pin của Hitachi đây ạ. Thân này sử dụng chân pin phổ thông này, máy một tấc này. Chạy motor từ không chổi than, công tắc bóp cho em. Giá thân máy là 420.000, chưa có pin sạc. Và con này thì là phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi là cũng không có luôn các bác ạ. 420.000 thôi. 420.000 một thân máy nha, gọi cho em là thân mài của Hitachi nha. 420.000. Các bác xem like mỗi bác thả em xin một nút like các bác ơi, mỗi bác cho em xin một nút like nha. Các bác chia sẻ livestream giúp cho em nha. Có bác nào quan tâm máy khoan tay không nhỉ? Khoan điện nhá. Em lên máy khoan điện nhá. Máy khoan của Hukan này. Đây. Máy khoan của Hukan. Khoan sử dụng điện 220V, đầu 10 ly này, logo dập lỗ luôn cho em. Công suất của máy là 550W nhá. Con này giá là 399.000 một cái. Đấy, bao cho các bác là làm công trình công trường, bắn tôn, bắn vít ok ok lắm. Em chào anh Quang nha. Con này giá 399.000, gọi cho em là khoan điện của Hukan 10 ly. Các bác tham khảo cả đầu 13 ly cho em này. Có cả đầu 13 ly đấy. Đầu 13 ly là phục vụ cho các bác là khoan sắt, khoan gỗ này. Hoặc các bác nào xài gia đình thì các bác cần có chức năng búa để khoan tường thì các bác lấy con 13 ly này nhá. Con này đầu 13 ly có khóa mở như này. Đấy. Công suất 750W nha. Con này 750W. Sử dụng điện 220V, nó cũng có cái móc treo này này, tiện lắm. Cái này có búa để khoan tường luôn các bác nha. Con này giá 470.000 ạ. Gọi cho em là máy khoan điện của Hukan 13 ly giúp em. Con này được tặng kèm theo một tay cầm nha. Tặng kèm theo các bác một tay cầm phụ. Giá 470.000.
Có bác nào mà cần một cái thân máy bu lông cỡ lớn như này không ạ? Con này siêu mạnh luôn các bác ơi. Con này quá là chất lượng luôn. Đây là thân máy bu lông của Daiwat, loại lực sức mạnh đấy. Nhưng mà cái này của em nó bị lỗi tem, nó không có tem dán nha các bác. Bình thường có tem dán là 1,2 triệu nha, bình thường có tem dán là 1,2 triệu. Cái này lỗi tem thanh lý các bác giá 850. 850 nha, gọi cho em là thân bu lông Daiwat bố to loại lỗi tem. Ôi rồi chỉ lỗi cái tem thôi, nói thật các bác cái tem nó không quan trọng đâu. Tem này về các bác dùng vài hôm là nó bục thôi. Đấy, cho nên là máy quan trọng là cái máy nó ok chất lượng nha các bác. Con này chạy motor không chổi than, đầu bu lông 1/2 đầu đặc nha, chân pin phổ thông đấy, xài mạnh lắm. Sao không thấy máy gì anh Hùng ấy? Anh Hùng em máy gì đó? Cái này 850 nha các bác, gọi cho em là thân bu lông Daiwat bố to loại không có tem. Giá 850 cho em. 850 một cái nha. Giá quá là bèo luôn các bác ơi. Quá là bèo luôn. Đây là em lên tiếp cho các bác. Con này là con khoan pin của Hukan mã XC8 nha. Con này gọi cho em là khoan máy bao bì là cái máy gì anh Hùng em không hiểu. Cái này các bác gọi cho em là khoan pin Hukan 5 cell loại chạy động cơ không chổi than và có búa giúp em. Con này giá 850 mã là XC8. 850.000 một bộ nha các bác. Con này có hai pin một sạc và phụ kiện đi theo nó nhiều lắm, theo phụ kiện của khoan vít nhiều lắm. Giá là 850.000. Còn cái con này là 800.000 này. Đây, con này gọi cho em là máy khoan pin của Hukan loại pin 5 cell, chạy động cơ không chổi than và con này không có búa nha. Giá cho em là 800, đầu 10 ly đấy. Mạch máy mài là phải đặt hàng em mới có anh boy ơi. Giá 800.000 cái mã này cho em này. Gọi cho em là khoan pin Hukan 5 cell, loại chạy động cơ không chổi than và không có búa cho em. Có 800.000 một bộ thôi, hai pin một sạc đi kèm luôn các bác. Máy bu lông của Daiwat này, cái này gọi cho em là bu lông Daiwat bố to nha các bác, giá 1,3 triệu thôi ạ. 1,3 triệu. Con này lực sức mạnh nhá, phục vụ cho các bác bắn bu lông 20-30 đấy ạ. Đấy, bác nào bắn ốc ô tô lấy cái này. Đầu máy là đầu bu lông 1/2 đầu đặc luôn, máy không chổi than và chân pin phổ thông luôn, đi theo máy có hai pin 10 xe cho em giá có 1,3 triệu thôi, quá là bèo luôn các bác ơi. Giá quá là bèo luôn. Máy chuyên viết của Hukan này, mã này theo hai pin 5 xe nhá, con này mạnh lắm các bác. Đầu chuyên viết giữ viết cực kỳ là chắc chắn luôn. Con này chạy động cơ từ không chổi than, chân pin phổ thông nha. Đi theo máy có hai pin 5 cell. Nhưng mà cái thân máy này về lay mai các bác lắp pin 10 cell, pin 15 cell là vẫn xài được luôn ấy. Giá trên là 1,650.000 một bộ kèm theo hai của pin luôn. 650.000. 1,650.000 một bộ nha các bác. Viết của Hukan là 1,650.000 một bộ. Còn đây là máy bu lông của Asake đây. Đấy. Bu lông của Asake là con này lực siết mạnh nha. Đầu bu lông 1/2 đầu đặc này, máy không chổi than này, pin là theo hai quả pin 15 cell cực khủng luôn, chân pin ba cạnh giúp em. Con này giá 2 triệu các bác ơi, quá là khỏe luôn. 2 triệu một bộ nha. Đáng đồng tiền bát gạo lắm. Bu lông của đất tông này. Đầu bu lông 1/2 đầu đặc này, lực giết 350 này. Logo dập nổi luôn, riêng cái con này đi theo một pin thôi nhá, kèm theo một pin 10 cell như này. Chân pin phổ thông luôn, giá cho em là 1,950,000. Hộp của nó là hộp giấy nhá. Các mã khác hộp nhựa nhưng mà riêng bê tông bu lông đất tông này là hộp giấy các bạn. Các bác xem like mỗi bác cho em xin một nút like nha các bác. Mỗi bác chấm cho em xin một nút like nha. Đây, thân máy khoan 13 ly. À đâu, em xin lỗi, con này 10 ly. Thân máy khoan của đất tông đầu 10 ly. Có 3 chức năng chạy động cơ từ không chổi than, chân pin phổ thông, giá cho em 920.000. 920.000 một thân máy nha. Gọi cho em là thân máy đất tông 10 ly, đầu autolock 10 ly nha. Máy 3 chức năng chạy động cơ từ không chổi than, chân pin phổ thông cho em giá 920.000 một cái thôi các bác ơi. 920.000 máy nha. Hàng đất tông thì các bác dùng nó ok và chất lượng lắm. Tiếp này, lên cho em cái bộ khẩu 10 món của Hukan nhá. Bộ khẩu 1/2 hộp vàng này, gọi cho em là khẩu hộp vàng bé đi. Có 10 món ở trong này. Đây, nó sẽ có khẩu 8 này, 10 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 17, 19, 21 và 24. Từ khẩu 8 đến khẩu 24 nha các bác. Giá cho em là 250.000 một bộ nhá. Gọi cho em là khẩu hộp vàng bé. 250.000 các bác ơi, 250.000 một bộ, miễn phí ship luôn. Giá rẻ như này mà các bác không mua là tiếc lắm.
Các bác đang xem like, mỗi bác cho em xin một nút like nha. Có bác nào muốn xem cái mã là các bác cứ comment lên ạ. Có bác nào muốn xem cái mã là các bác cứ comment lên giúp em nhé. Có bác nào quan tâm máy khoan bê tông không? Khoan bê tông này. Đây. Em có cái khoan bê tông boss này đang... Máy bu lông là anh muốn xem lực siết lớn hay lực siết vừa anh Thạch ơi? Em có nhiều bu lông lắm, bu lông có rất là nhiều loại ạ. Máy bê tông boss này các bác, bê tông boss không hộp là thanh lý các bác giá 650 nha. 650. Máy hàn mili em có anh ơi. Có máy hàn mili luôn. Xong để em lên máy hàn mili cho các bác. Đây, bê tông boss không hộp thanh lý các bác giá 650 thôi. Máy 3 chức năng có đảo chiều đây, đầu mới khoan 2-26. Con này không có hộp đựng nha, chỉ có máy và tay cầm thôi. Chỉ có máy và tay cầm thôi, không có hộp đựng máy. Giá 650 cho em. Máy hàn mili này. F88 là bao ship nha anh Trần ơi. Anh alo điện thoại tới đây để chốt đơn luôn ạ. Được bao ship nha. Nào, máy hàn. Máy hàn Kenmax này. Hàn Kenmax đây. Chiều này 20 này, chiều này 15, chiều này 10 cm. Bao cho các bác nhà mình hàn que 2,5 từ sáng đến tối cho em, chấm tỉa que 3,2 cho em là ok con này. Bảo hành trên toàn quốc là 15 nhá. Giá cho em là 950 có đủ bộ luôn máy, dây hàn, kìm hàn và kèm mát. Về các bác mua que hàn nữa thôi là các bác xài được đấy. Bác làm vừa hỏi em bu lông ấy, bác lấy con bu lông Hitachi này có được không? Đây em có nhiều mã bu lông, nó có rất là nhiều phân khúc nha. Bác tua lại clip vừa nãy em đang giới thiệu rất là nhiều mã bu lông đấy. Đây bác xem cái mã này có ưng không? Cái này là lực siết 330 này. Cái này gọi cho em là bu lông Hitachi nhá. Đầu bu lông vần 2, đầu rỗng, máy không than và theo máy có 2 pin 10, xe chân pin phổ thông luôn. Giá có 699.000 thôi bác ơi. Đang thanh lý giá rẻ lắm nên là các bác chốt đơn nhanh là có đơn nhá. Chốt đơn nhanh là có đơn bởi vì là những cái mã thanh lý này cái số lượng nó không có nhiều đâu các bác. Số lượng không có nhiều nên là các bác chốt mình nhanh tay nhá. Nhanh tay giúp em nhá. Đây. Máy mài này. Máy mài Getman đấy các bác. Mã này thanh lý các bác giá 350.000 này. 350.000 một máy nhá. Nguyên bộ sẽ có nguyên hộp luôn, có máy, tay cầm, tay mở, bảo vệ lưỡi đi theo và tặng kèm các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 luôn. Gọi cho em là máy mài xanh. Giá 350.000 nha. À, có xài bằng điện không? Anh Hồng hỏi em cái xài bằng điện là máy gì anh ơi, máy khoan hay máy mài ạ? Con này công suất 750W này, vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút, công tắc gạt đuôi rất là bền luôn, chổi than bên ngoài đi, máy một tấc nha các bác. Gọi cho em là máy mài xanh nha, giá 350.000 thôi. Còn đây là máy mài của Daken này. Đây có bác nào quan tâm cái con máy này không? Mài Daken công tắc cạnh đây các bác. Máy tháo bu lông điện em không có anh Thạch, em có máy pin thôi. Mài Daken công tắc cạnh giá 550.000 các bác ơi. Công suất 850W nha, còn các bác lấy công tắc đuôi thì sẽ là 450.000. Đó. Giá rẻ lắm các bác. Con này mài chui dài này. Bác nào mà lấy cái mã mài chui dài này là Kim Co Lucky nhá. Cái mã này 380. Mã này 380 một máy. Rất là nhiều mã nha các bác nha, rất là nhiều mã luôn. Con này mài đất tông này. Mài đất tông này chui ngắn nhá, loại có chỉnh tốc nha. Loại này có chỉnh tốc nha, chui ngắn là 730.000. Công suất 1100W. Công tắc cạnh này, gọi cho em là mài chỉnh tốc chui ngắn của đất tông giá 730. Còn các bác lấy chui dài cũng 730 nhưng mà chui dài nó là công tắc bóp nha. Chui dài là công tắc bóp và công suất nó thấp hơn, công suất là 950W. Đây cái mã này mã chui dài này. Chui dài của đất tông có chỉnh tốc này. Giá là 730. Còn các bác lấy mài đất tông mà không chỉnh tốc là 560 nhá. Mà em còn loại chui ngắn. Công tắc cạnh ấy. Loại công tắc cạnh của đất tông rồi này. Còn điều tốc này là 730 còn không điều tốc là 560. Còn bác nào muốn xem cái mã nào các bác có thể là comment lên giúp em nhé. Có bác nào quan tâm đến cái bộ máy khoan gia đình này không? Em lên cho bác một cái bộ máy khoan gia đình này. Đây. Cái bộ này nhá. Bộ này máy khoan gia đình của Moncay đây. Con này đầu 13 ly này. Có búa nhá. Con này giá 600 một bộ các bác ơi. Nguyên hộp như này giúp em. Có cả cái búa đóng đinh này. Trang bị cho các bác đầy đủ những cái mỏ lết, những cái kìm này, dao dọc giấy này, nói chung là đủ bộ hết luôn cho em nhá. Giá 600.000 nhá. 600.000 một máy các bác ạ. 600.000 là nguyên hộp luôn ấy. Nguyên hộp luôn là có 600.000 thôi. Hoặc là các bác tham khảo cái con màu đỏ này cho em này. Con màu đỏ này là 450 là con máy Kim Co Lucky nhá. Con này công suất 680W này.
sử dụng điện 220V và nguyên hộp như này, có theo phụ kiện đầy đủ như này luôn, gọi cho em là khoan đỏ nhé. Cái mã này gọi cho em là khoan đỏ phụ kiện nha các bác. Con này giá 450 cho em này, 450 này. Có bác nào mà quan tâm đến cái máy cưa gỗ nhá, đây là máy cưa gỗ của Hukan, mã này là cưa gỗ Hukan, đĩa 185 nhá. Con này sử dụng đĩa 185, tặng kèm theo một cái lưỡi cưa 185 40 răng luôn. Giá cho em sẽ là 850 nhá. 850 cái bộ này. Máy rửa xe bằng pin là em có Hukan là 1.050.000 Anh Quốc ạ. Bác là chốt cái này là 850.000 nhá. Đầu bắn tôn này. Đầu bắn tôn của Daiwatt này. 25.000 một đầu nha các bác, xịn sò lắm, đầu này siêu hút luôn nha các bác. Này siêu hút luôn. Gọi cho em là bắn tôn, đầu bắn tôn của Daiwatt 25.000 một đầu. Đây có bác nào quan tâm cái bộ khẩu bắn bu lông này không? Xịn sò lắm. Đây là bộ khẩu bắn bu lông 37 chi tiết nha em. Gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 37 chi tiết, giá 650 này. Nó có từ khẩu 8 đến khẩu 32, khẩu 1/2 như này. Cờ lê từ 8 đến 19 nhá. Có cả chồng mở tay này luôn này. Tiện lắm, cái này các bác vừa mở máy vừa mở tay được luôn. Đấy, nắp lại như này. Giá là 650 một bộ nha các bác. Bộ này là bộ 37 chi tiết. Còn cái bộ 32 chi tiết là bên kia cái nó ít chi tiết hơn ý. Cái bộ 32 chi tiết là nó sẽ không có đầu khẩu bên kia. Là 550 nha. Máy cưa xích pin của Hitachi này các bác ơi, 799.000 một bộ. Đây, cưa xích pin của Hitachi là 799.000 một bộ, là kèm theo hai pin 10 xe luôn giúp em nhá. Cái này có cả lam và xích pin kèm này. Lam của nó sẽ dài 15 cm. Bình thường các bác mua những nơi khác là lam của nó có 10 cm thôi. Ngày hôm nay em xe các bác cái này là lam là 15 cm luôn nhá. Giá có 799.000 thôi, gọi cho em là máy cưa xích pin của Hitachi, kèm theo hai pin luôn. Thân quạt là em đang thanh lý các bác giá 230 đấy ạ. Thân quạt của bên em toàn bộ được sơn tĩnh điện hết nhá. Lồng quạt 23 cm, chân pin phổ thông như này. Giá 230.000 một thân quạt nha các bác ơi, 230.000 một thân quạt nha. Bác là chốt thân quạt nên đơn thân quạt luôn. Sử dụng chân pin phổ thông ấy. Giá rất là tiện luôn. Các bác mà quan tâm máy cắt rãnh nhá, máy cắt rãnh tường của Cao Quang này. Đây. Cắt rãnh tường của Cao Quang là em có 1332 giá là 1.3 triệu, còn 1336 sẽ là 1.4 triệu. Tuy nhiên các bác lấy 1336 thì là các bác sẽ cắt được ở góc vuông 90 độ. Giá máy bu lông KX1 hàng cũ là em còn giá 1.250.000 anh Võ ơi. Còn có một hay là hai bộ thôi, anh alo đặt hàng luôn là có đơn. Đây, máy cắt rãnh của Cao Quang, cái máy một lưỡi như này này. Cái này nó chốt theo bơm nhá. Trang bị cho các bác đủ cả lưỡi cắt rồi. Bác nào mà muốn có bơm là phải mua thêm bơm nhá, còn bộ này là chưa theo bơm. Máy 1332 là 1.3 triệu, còn 1336 thì sẽ là 1.4 triệu nhá bác. Đấy, 1336 là các bác sẽ cắt được góc vuông 90 độ. Còn 1332 thì hoặc 1336 nó đều có khởi động mềm hết đấy. Máy đẹp lắm. Hàng Cao Quang chính hãng cho em. Các bác chốt thì lên đơn luôn này. Máy thổi bụi điện này. Thổi bụi điện của Hukan này công suất 750W nha. Con này giá cho em sẽ là 430.000 nhá. Sử dụng điện 220V. Máy bê tông này. Bê tông điện của Hukan này. Máy đầu gài. Có 3 chức năng và có đảo chiều. Đây. Con này là mã HK90 nha các bác. Con này ngày hôm nay sale cho các bác là giá 900. Xe cho bác giá 900 và tặng cho các bác một cái thước này này. Đây, em tặng cho tầm độ 10 bác đầu tiên chốt. Mã này tặng cái thước rút trị giá 50.000 như này. Chốt cho các bác là bê tông Hukan HK90 giá 900.000 nha các bác, 900.000. Chuyên vít của Daiwatt đây, các bác gọi cho em là chuyên vít Daiwatt mã XR giá 1.1 triệu cho em nha. Có hai pin 10 cell đi kèm. Có bác nào mà quan tâm cái máy cưa xích pin của Hukan này. Máy to, khỏe, đẹp và chắc chắn lắm. Cái lam của nó dài 20 cm. Các bác có thể là mua thân máy hoặc mua trọn bộ nhá. Thân máy thì là không có pin, còn trọn bộ là theo hai pin. Gọi cho em là máy cưa xích pin của Hukan nhá. Đấy, các bác chốt cái mã này thì cứ alo trực tiếp hoặc nhắn tin đặt hàng thôi. Còn rất là nhiều mã nữa này các bác ơi. Nhưng mà nói chung là những cái mã này em nói khả năng là nói cả ngày cũng không thể hết được. Không thể nào hết được luôn các bác. Đây, cái bộ này là cái bộ khẩu bắn bu lông này, 14 chi tiết nha, xịn trò lắm, từ khẩu 6 đến 19 luôn. Đấy, chân lục giác khẩu lòng sâu này giá 230 cho em nha. Gọi cho em là bộ khẩu bắn bu lông chân lục giác.
lắp vào những cái bu lông 2-in-1 này này. Ok lắm. Đây là con bu lông của Daiwatt này các bác. Bu lông Daiwatt 3 đèn này có 850 thôi. Gọi cho em là bu lông Daiwatt 3 đèn nhá. Chân pin phổ thông kèm theo 2 pin 10 cell luôn, giá 850 cho em. 850 một bộ cho em. Máy rửa xe của Zman đây. Con này 1.850.000 này. Đấy. Rửa xe Zman 1.850.000 cho em này. Con này công suất cực đại 2.800W nha. Phụ kiện đi theo đầy đủ luôn. Máy bao đẹp luôn. Xịn sò lắm các bác ạ. Bên này em còn rất là nhiều mã luôn. Mỗi like là em tặng cho các bác là 10 bác được tặng thước nha. Mỗi like là 10 bác tặng thước. Nên là các bác chốt sớm nha. Đến bác thứ 11 trở đi là sẽ không được tặng nữa. Nên là các bác muốn được tặng thước là các bác phải nhanh tay, phải chốt sớm. Phải chốt sớm. Đây này các bác ơi. Bộ lấy ốc gậy 4 cái này 125.000 giúp em. Khò đơn nha. Khò ga đơn 120 bao ship này. Khò ga đôi là 150 bao ship này. Đấy, ui dồi, nói chung là còn nhiều lắm các bác, còn nhiều lắm. Bộ dao kéo màu đen là 200 nhá, còn dao kéo màu trắng là 250 này. Còn bác nào mà chưa chốt được những cái bộ dao Nhật như này nên đơn cho em này. Nói chung là sản phẩm vẫn bạt ngàn và còn rất chi là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà nói như này thì chắc là không bao giờ hết được thôi. Em sẽ kết thúc lại livestream ở đây nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi livestream của em. Các bác nào mà có nhu cầu muốn đặt mua sản phẩm, các bác hãy alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để đặt hàng nha. Bây giờ em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác. Các bác nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái livestream tiếp theo nhé.